Ok, anh em vừa xem một cái đoạn video trailer một gameplay của Titan Hunter. Biết anh em cảm thấy thế nào? Lối chơi có ok không? Có phù hợp với mọi người hay không? Ok, thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Video sẽ có hai đối tượng. Một là những người năn NFT, năn crypto, là những người mà gọi là thiên về game truyền thống hơn. Thứ hai là những người thiên về game blockchain, game crypto thì mọi người đều có thể chơi được Titan Hunter được nhá. Bởi vì Titan Hunter này là free to play và play to earn. Thì mọi người có vào trang chủ của Titan Hunter này, .io này, và mọi người nó sẽ có hai cái phiên bản đã mainnet rồi, là trên iOS và trên Android. Thì đầu tiên là chúng ta kích vào Go App này này. Đó, thì họ cũng có hướng dẫn từng bước một. Hôm nay mình sẽ làm chi tiết từng bước với mọi người nhá. Đầu tiên là đăng ký tài khoản này. Connect Wallet, thì Connect Wallet này đối với những người mà chơi game crypto thì sẽ cần Connect Wallet để sau chúng ta có thể là chuyển tiền mua bán giao dịch qua cái ví crypto này. Còn nếu mà các bạn chơi game truyền thống không thì không cần phải kết nối với ví nhé. Ok. Thứ ba là khi mà có ví hoặc là không có ví, có ví rồi thì chúng ta sẽ summon, tức là chúng ta có thể là mua những cái NFT. Thì mua những NFT này thì chúng ta mới có thể kiếm được tiền từ cái game này. Còn nếu mà chúng ta chơi free ấy, thì chúng ta chỉ chơi giải trí thôi, chơi trải nghiệm thôi. Và khi chúng ta chơi giỏi rồi thì chúng ta mới tìm hiểu kỹ rồi và chơi ok rồi thì chúng ta mới có thể là mua cái NFT này để có thể là chơi, để chúng ta khi mà chơi có NFT rồi, sở hữu NFT rồi thì trong Titan chúng ta sẽ chơi và vượt các ải, đánh các boss thắng thì chúng ta sẽ nhận được lại cái đồng Titan, tức là đã đánh rớt được đồng Titan chúng ta sẽ nhận được. Còn nếu mà chúng ta chơi free thì chúng ta đánh rớt, đánh thắng boss rồi mà chúng ta sẽ không nhận được cái đồng Titan đó. Nó có điều khác biệt là free to play và play to earn. Ok, thì chúng ta sẽ đi từng bước một nhá. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản mới này. Thì các bạn cứ vào cái trang app này và chúng ta ấn phần in game này. Chúng ta sẽ ấn vào phần register và chúng ta sẽ đăng ký một tài khoản. Chúng ta sẽ sử dụng email nhé. Email của mình này, mình sẽ nhập email vào. Chúng ta sẽ nhập password này. Ok, chúng ta sẽ ấn vào register. Thì sau khi mà ấn xong ấy thì chúng ta sẽ check email và họ sẽ gửi một cái mã code OTP. Thì chúng ta sẽ vào Gmail này. Đó, họ sẽ gửi luôn cái verify. Một là chúng ta sẽ ấn vào cái link này, hai là chúng ta nhập mã code, cái nào cũng được. Thì mình sẽ copy mã code này, mình sẽ paste vào. Ấn verify này. Đó, vậy là ok. Thì sau khi mà ấn verify xong thì chúng ta sẽ có thể đăng nhập được luôn. Thì hiện tại là nếu mà các bạn nào chơi free ấy, trải nghiệm ấy, thì chúng ta đã hoàn toàn đăng nhập vào trong game chúng ta chơi được rồi. Còn nếu mà các bạn mà thiên về cái phần game blockchain, game crypto, NFT thì chúng ta nên kết nối ví nữa. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập này. Nhập lại email này. Nhập password. Chúng ta sẽ login này. Đó, login successful. Thì sau khi login xong thì chúng ta sẽ đây, kích vào cái dấu này nhá. Chúng ta sẽ connect wallet này là chúng ta sẽ kết nối ví MetaMask hoặc là ví Coin98. Đây thì mình dùng MetaMask này. Đó, mình sẽ link, nhưng mà mình sẽ liên kết cái địa chỉ email này với cái ví MetaMask này, tức là một email chỉ được liên kết đến một địa chỉ ví thôi. Đó, chúng ta sẽ approve và sign, tức là ký xác nhận. Đó, ok, vậy là chúng ta sẽ vừa có tài khoản để chơi game rồi và vừa có ví rồi. Thì sau này mà khi chúng ta muốn đổi từ chơi free sang chơi earn thì chúng ta sẽ có đổi luôn. Các bạn cứ vào và nó sẽ có hai phần này, inventory là những cái trang thiết bị rồi những cái NFT hoặc là những cái vật phẩm năn NFT của các bạn, nó có ở đây, nó sẽ list ở đây. Thứ hai là về phần in game là những cái vật phẩm trong game của các bạn, trong app đã có sẵn rồi. Ok nhá, đầu tiên là năn NFT này, đầu tiên là súng này, gun là súng này, nó sẽ có rarity là cái độ hiếm, từng common này, ray này, elite, epic, heroic cũng như là legendary, các cái phần element này, các cái loại này rất là nhiều, các bạn có thể search. Thì đây là những cái mình đã có nhá. Có thể về vật gun này là súng này, thứ hai là gear này. Thì các cái vật phẩm này các bạn có thể nâng cấp được, dùng các cái đồng vàng cũng như là các cái viên đá màu xanh ngọc, xanh dương trong game để có thể nâng cấp được. Thì ở đây các bạn lưu ý này, những cái vật phẩm mà nó có dấu màu xanh hoặc là màu đỏ thế này này thì chúng ta mới có thể là gọi là sau này chúng ta muốn ấy thì chúng ta mới có thể là audit, tức là chúng ta sẽ biến cái vật phẩm năn NFT thành cái vật phẩm NFT được. Thì khi mà có vật phẩm NFT rồi thì chúng ta sẽ chơi game và chúng ta sẽ earn được. Mà để khi mà một người chơi mà mới ban đầu á mà kiếm được cái vật phẩm, muốn có sở hữu cái vật phẩm NFT thì chúng ta sẽ có ba cách này. Hiện tại
có 3 cách tất cả nhé. Các bạn lưu ý có 3 cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ chơi game trải nghiệm và chúng ta sẽ mang đi, chúng ta là gọi là đập á, chúng ta rèn á, rèn ra được các vật phẩm NFT, các vật phẩm bản năng NFT này, và chúng ta sẽ dùng cái đồng titan để chúng ta up lên, up thành cái vật phẩm NFT. Thì các cái vật phẩm common là mất 400 này, ray là 800, còn cao hơn là 1200 thì phải. Thứ hai là chúng ta sẽ mua trực tiếp trên cái NFT luôn, có cái phần summon luôn, là chúng ta sẽ mua. Thứ ba là chúng ta sẽ lên marketplace để mua, mà cái phương án thứ ba hiện tại thì chưa có, bởi vì là marketplace của Titan Hunter chưa mở. Ok, thì các vật phẩm mà có cái dưới lên màu xanh này, màu đỏ này, chúng ta mới có thể là nâng cấp được nhá. Đây, chúng ta ấn phần audit này. Đó, sau chúng ta thì mình sẽ làm một video chi tiết nói về phần này. Thì trong phần này thì mình sẽ chia sẻ tổng quan đã. Thứ hai là về cái NFT này, thì các phần NFT này chúng ta có thể ghi này, gun này, stay này và cheat này. Thì hiện tại đây, các cheat này chúng ta có thể là ghi này, mình không có này, gun này mình không có này, bởi vì mình chưa đập cái, chưa rèn cũng như là chưa đập cái vật phẩm 5 NFT nào chuyển sang NFT cả. Nên là trong video sau thì mình có thể làm cái phần đó cho, để chia sẻ với mọi người nhá. Ok. Đây, bạn vào phần in game này. Phần in game này thì nó sẽ có cái level của chúng ta, số lượng titan mà chúng ta có. Ví dụ chúng ta chơi earn thì nó sẽ số lượng titan hiện đây này, số đồng vàng này, cái nhân vật của chúng ta này có bao nhiêu phần phẩm NFT trên 8 này, ví dụ chưa có cái nào là không này, ví dụ có hai NFT rồi chẳng hạn, thì nó sẽ có tỷ lệ rớt cái đồng titan khi mà chúng ta vượt được boss, đánh được boss. Ok, các cái vật phẩm chúng ta này level bao nhiêu này, bạn lưu ý những cái phần vàng này, phần xanh này, chúng ta mới có thể up được, còn những cái xoáy xoáy này là chúng ta không thể up được, không thể chuyển sang cái vật phẩm NFT được. Ok, ví dụ tỷ lệ drop rate này, tức là tỷ lệ mà rớt titan ra khi chúng ta chơi ấy, là hiện tại là chưa có gì đúng không ạ, thì nó sẽ là 0%. Ok, ngoài ra các bạn, mình nói phương án thứ hai là chúng ta sẽ có thể mua này, mua các cái cheat này, đấy, 1800 titan này. Thì các cái cheat này chúng ta đập ra, chúng ta mở ra thì chắc chắn nó sẽ ra vật phẩm NFT nhá. Cái mua này chắc chắn sẽ ra vật phẩm NFT. Đó, 3000 này là Radiant cheat này, cũng như là Infinity cheat là 4200 titan. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Thì phần tiếp theo thì mình sẽ đăng nhập vào game nhá. Đăng nhập vào game để chúng ta trải nghiệm game luôn. Ok, thì chúng ta mở app điện thoại lên nhá. Thì mình sẽ log in với email thôi mà chúng ta vừa đăng ký lúc nãy. Rất đơn giản thôi. Đây là Gmail của mình chẳng hạn, mình sẽ nhập cái mật khẩu này. Đó, ta sẽ play. Mình sẽ đăng nhập vào game. Ok, thì một cái điểm mạnh của cái game Titan này, họ đã build được khoảng hơn 6 tháng rồi, và cái giao diện những đồ họa mình nghĩ cực kỳ rất là đẹp mắt và cuốn hút luôn. Thì đầu tiên là cái phần này nhá, phần đây là chúng ta có cái hai cái súng chĩa ở nhau này, thì đây là chúng ta sẽ vào để chúng ta vượt lại các boss. Thì trong tương lai cái, trong cái roadmap của họ lại sẽ có phần chúng ta chơi team với nhau, bốn người đấu với nhau mà mang đi đội hình, mang đi đem nhau thì mình sẽ vui hơn rất là nhiều. Còn hiện tại thì có các cái chỉ có vượt phần vượt áp vượt ải thôi nhá, vượt đánh boss. Đó, đây phần này là cái phần về bảng xếp hạng. Thì để nó lốt vào thì mình chỉ mọi người cái bảng xếp hạng này, thì họ cũng tung ra một cái chiến dịch là số lượng đây, tổng reward, tổng giải thưởng là 550.000 cái đồng titan này. Đó, thì ở đây là bảng xếp hạng này, các bạn có thể lốt lên. Đó, hiện tại thì mình chơi 3.166 rất ít, bởi vì mình ít chơi và không có cái điểm này, là khi mà chúng ta chơi được ấy, là chúng ta sẽ, ví dụ chúng ta mà sở hữu càng nhiều cái NFT đi, NFT mà đánh được ra Titan á, thì chúng ta sẽ điểm nó sẽ càng cao. Ok, đó, chúng ta sẽ đi xuống dưới này này, đi xuống dưới này, phải hơi giật đúng không? Đó, dưới này sẽ có hai phần, phần đầu, đây cái phần mình muốn chia sẻ mọi người đây, phần này, thì đây là cái chỗ mà chúng ta để rèn đó, crafting, craft tức là để rèn, thì nó sẽ có để common crafting là phần common này, phần ray này, crafting này, phần elite này, Epic, Heroic cũng như là Legendary thì có rất nhiều đúng không ạ? Thì mỗi cái này sẽ có từng cái yêu cầu, tức là ví dụ như là Common này chúng ta sẽ cần 500 đồng vàng và 30 cái viên đá màu xanh màu tím tím này này. Đó. Tương tự như Ray thì sẽ cần 750, 20 viên này và 20 viên đá xanh. Đó. Thì chúng ta các viên này chúng ta sẽ chơi miễn phí được nhá. Chúng ta sẽ kiếm được hoàn toàn miễn phí thôi khi mà chúng ta đánh boss. Ok. Đó, thì trong cái video sau thì mình sẽ chia sẻ kỹ cho mọi người cách để chúng ta rèn như nào. Đó, sang bên này, đây là cái NFT của chúng ta, thì nó sẽ có các cái vật phẩm này.
Thì các cái vật phẩm này thì bạn có thể hoàn toàn là dùng các cái đồng vàng cũng như là các cái đá để chúng ta có thể nâng cấp cái level lên được. Và chúng ta sẽ dùng cái phần nào? Ví dụ như hiện tại mình đang dùng cái này đúng không? Nó equip này là mình đang dùng này. Đó. Cái này có hai phần, thì là cái equip này là mình đang dùng, nó sẽ có các cái trạng thái, các cái stat này, ví dụ HP bao nhiêu này, rồi crit damage bao nhiêu, crit rate bao nhiêu, nó là độ hiếm là S hay là A hay B C D đó. Ok, đó, mình sẽ lướt qua một phần này. Đó, ok, khá là hay đúng không ạ? Level của mình đang là level 6 này, mình chơi được vài trận thôi. 18.000, hơn 18.000 đồng vàng này. Ok. Đó, thì là các cái phần chính này. Còn một số phần họ đang build nữa. Đó, cái giao diện mình nghĩ khá là ok. Ví dụ phần này chẳng hạn. Mình vào phần này đi. Thì phần này đó là coming soon, tức là họ đang build, chưa ra mắt. Ok, thì mình sẽ quay lại bắt đầu vào game nhá. Đó, mình sẽ vào đánh vượt bot này. Ok, mình ấn play thôi. À, trước khi vào play thì mình sẽ chia sẻ mọi người, nó sẽ có các map này, các cái level. Dụ cái map thứ hai thì sẽ là yêu cầu level 7, chúng ta sẽ mở được khóa cái map này. Map thứ ba là level 18 này, tương tự các map thứ sau. Ok, thì mình sẽ vào cái đầu tiên này. Thì cái này nó rất đơn giản đấy, bạn cứ điều chỉnh con này và để cho nó tự bắn thôi nhé. Đó. Thì sau khi mà cái viên bạn lưu ý cái gọi là cái thả mìn này này, khi mà đầy ấy, thì chúng ta sẽ bỏ thả ra được và nó sẽ tạo ra một cái mìn để cho nó nổ. Ok, đó, mỗi lần thắng chúng ta sẽ tìm được đồng coin này. Nó rất đơn giản thôi. Chúng ta cứ chơi chơi chơi. Quan trọng là cái game này yêu cầu kỹ năng cực kỳ là nhiều. Nên mọi người quan trọng là kỹ năng thôi. Ok, khá là cuốn hút đó. Mỗi màn thắng ta sẽ được coin này hoặc là được đá. Khi mà mình đang dùng cái bản free này á, dùng cái năm NFT này thì chúng ta chỉ được vàng và đá thôi. Còn nó không rớt được ra Titan. Rớt ra Titan chúng ta sẽ không nhận được. Khi mà chúng ta sở hữu các cái vật phẩm NFT thì chúng ta mới nhận được đồng Titan nhé. Ok. Thì các cái màn ban đầu thì nó khá đơn giản thôi. Chơi khá là hay. Đó, cái màn đầu tiên là sẽ có 20 level, chúng ta phải vượt qua màn đầu tiên. Đó, đây là một con boss raid này. Con này nó sẽ tấn công mình có thể né. Ok, sau khi kết thúc thì còn nó sẽ rớt ra Titan. Nếu mà khi chúng ta mà sở hữu cái vật phẩm NFT thì chúng ta sẽ nhận được Titan. Còn bình thường là chúng ta chỉ nhận được, đây nó sẽ hiện là not enough NFT này, là chúng ta sẽ không nhận được bởi vì chúng ta không có NFT nào cả. Ok, vậy chúng ta cứ dần dần chúng ta vượt hết các ải thôi. Ok, sau khi mà kết thúc ấy thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta đạt level bao nhiêu này và chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu đồng Titan này. Và chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu đồng vàng này cũng như là bao nhiêu cái viên đá này. Đó. Và chúng ta sẽ lên được level 7 đúng không ạ? Nó rất đơn giản thôi. Ok, thì vậy là trong cái video này thì mình đã chia sẻ và cái cách để mọi người có thể tham gia bắt đầu từ người mới. Người có thể là chơi game trải nghiệm miễn phí hoặc là người có thể chơi game để earn, hoàn toàn là một cách tiếp cận cực kỳ là đơn giản thôi. Ok, thì nếu mà anh em có bất cứ thắc mắc hay là khó khăn hay là có phần nào hỏi đáp thì mọi người cứ comment dưới video nhé. Thì mình nếu mà biết câu trả lời thì mình sẽ chia sẻ cùng với mọi người. Ok, mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Bang Bang Gaming để cập nhật những video mới nhất về thị trường game NFT này, Metaverse cũng như là các cái ngách về GameFi và cả cái game các cái trend hiện tại như là Move to Earn hay là các cái trend sau này nữa. Ok.
Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.